Rồi, shop đồ kênh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 23 tây tháng 10 em sẽ lên là hai lô cần ha anh em. Cái này là em bán nguyên lô nha, không bán lẻ đâu anh em. Cái này là em bán nguyên lô. Thì một lô cần là một lô cần ISO carbon và lô cần là lô cần dòng là ISO rút với cần tay flip ha. Đó thì hôm nay em chỉ bán hai lô này thôi. Thì em đầu tiên là một lô cần carbon. Lô cần carbon này là lô hàng lỗi phen nha, là tất cả là cần carbon hết trơn luôn. Thì tổng cộng là 20 cây. Đó, 20 cây. Ha, hàng lỗi phen nha. Lóng thì ok ngon lành hết trơn. Đó, chỉ là bị lỗi phen thôi. Đó, anh em về anh em cho anh em shop nào về anh em lấy anh em sửa lại anh em bán, hoặc là anh em hạ tay nha, hoặc là lấy phen bát đồ đó ha. Thì bên đây là cần phíp. Phíp này là phíp hàng ok hết trơn nha anh em. Hàng là chỉ có vài cây bị lỗi phen thôi, còn ok là còn lại là ok hết. Đó. Tổng bên đây là 20 cây, tổng bên phíp là bên carbon á là 20 cây, còn bên phíp là 47 cây, tính cho anh em là 45 cây thôi ha. Thì giá của nó em sẽ đi từ cây cho anh em coi hết trơn, show cho anh em coi hết từ cây luôn. Thì giá em sẽ báo cho anh em là bên carbon là 200k một cây ha, bên phíp là 70k một cây. Đó, anh em tự nhân đi ha. Đó, anh em tự nhân đi, là em bán, là bán lô bán hết nha. Bên đây là 45 cây, còn bên đây là 20 cây. Đó, thì em sẽ lên, em sẽ đi vô vào cái thằng carbon trước nha. Rồi, đi thằng carbon trước. Đây, carbon. Thì đầu tiên cái carbon này, cái này là 4 cây. 4 cây này nó bị mắc lóng hoặc là nó bị dập lóng xíu ha. Mắc lóng hoặc là dập lóng thì 4 cây này em sẽ tính là 1 nha. 4 cây này là em tính 1 cho anh em. Đây, cây này nó bị dập nè, dập ở đây xíu nè. Anh em về anh em làm cây này anh chi ra qua đẹp lắm. Đó. Cây này nè, cây này thì mắc lóng nè, cây này thì mắc lóng nè. Mắc lóng đầu nè, thì cây này thì mới dập lóng ở đây nè. Đó. Còn cây này thì nó cũng bị thì mắc lóng hai hay gì đó. Đó. Thì mất tất cả này, 4 cây này em để nó tính là 1 ha. Rồi, thì đi từng cây cho anh em luôn. Nè, mấy cây này là mấy cây hàng lỗi phen nha anh em. Cây này là carbon 2 da sắn ít luôn nè. Đây nè. À, ngon lành hết trơn nha. Cây này chỉ là bị lỗi phen thôi anh em. Nè, mắc phen ở đây nè ha. Đầu tiên đó. Và mấy cây này nè, anh em coi bị mắc bu thôi. Nè, phen còn ngon lành hết trơn nè, chỉ mắc bu thôi. Đó, ngon lành carbon hết trơn nha. Đó, 2 cây. Lên từng cây cho anh em luôn. Nè, mấy cây này nè, nói chung là đọt lóng thì ngon lành hết trơn nha, lóng đầy đủ cho anh em hết, chỉ là lỗi phen thôi, nó phen thì bị mắc phen hoặc là mắc bu thôi. Đó, mấy cây này anh em về anh em hạ tay nha anh em. Đó, cho anh em shop hà làm hạ tay bán nha. Đây nè, lóng ngon lành hết trơn, nó chỉ bị hư phen thôi. Đây, cái nè bị hư phen thôi nè, lóng ngon lành hết trơn. Đây, lóng ok hết trơn nha anh em. Đó, 20 cây nha. Đây nè. Đây nè, phôi ngon không? Phôi anh em nhìn thấy không? Sắn gân đẹp không? Nè. Đó. Thấy không? Ok hết nha. Đây. Lóng nè, lóng còn đầy đủ hết trơn lóng nha. Nè, lóng đầy đủ hết trơn nha anh em. Chỉ bị lỗ phèn thôi. Đó, tổng cộng là 20 cây. Đây, carbon, cái này là chất liệu là carbon ha. Nè, bị hư phèn thôi, lóng thì ngon lành hết trơn. Đó. Đây. Nè, cây này khoảng xích luôn. Cây này VIP NFT luôn nè, khoảng xích luôn nè. Nè, đầy đủ ha. Lóng đầy đủ carbon 2 da luôn ha nè. Nó mấy cây này hạ tay mấy lụm tiền nè, ha. Rồi. Đây, tổng cộng là 20 cây ha, 200k một cây. Thì hết lô này là 4 triệu nha. Em quên nữa, em chỉ chấp nhận là chuyển khoản nha anh em. Nó chuyển khoản cho anh em, chuyển khoản chứ em không chip code nha. Mấy cái này hàng lỗi thì em sẽ bán là theo, em bỏ lô theo kiểu chuyển khoản nha. Anh em là chuyển khoản được thì mình lấy nha anh em, còn không chuyển khoản được thì hẹn anh em lên, em lên cần lẻ nha. Đó, rồi ok. Lô carbon nha. Em chỉ chốt hai lô thôi, lô carbon và lô flip thôi. Nó lô carbon này 20 cây là 4 triệu ha. Đó. Còn đây, còn cái lô này là lô cần phíp. Đây, phíp này là phíp. Lô cần phíp này thì trong đây nó có cái gì? Nó có cần rút nè,
rút ngắn nè, rút ngắn như này ha, rút ngắn mini nè, có nè, cần tay lóng ngắn lóng dài đầy đủ luôn, cần tay cây này nè, cây này thì quá ok luôn, đây đầy đủ lóng hết trơn nha nè, không có thiếu nè. Đây cây này bị dập lóng ở chỗ này nè, nó về anh em làm lại ha. Đó đây nè, như cây cần tay nữa nè, ngon lành hết trơn nha nè. Đây cây này ok luôn nè ha, còn đọt đầy đủ hết trơn, đọt nó dính trong đây rồi nè, đây nó ra đọt nè, nó mấy cần trai nè, lóng dài nè, chỗ 70.000 cây thôi. Đây nè, mấy cây cần cần rút nè, rút mini nè, thấy không, còn đẹp phải không, đây, rút mini đẹp nè, cần tay nè, nói chung cần tay thì ngon lành hết, nó chỉ cây kia dập cái lóng trên nhỏ nhẹ thôi nè, ngon lành hết trơn nha, lóng ok hết trơn, cần tay lóng dài luôn đó. Đây đây nè, còn mấy cây ISO nè, mấy ISO khoen ok hết trơn nè ha, thấy không, khoen ok hết trơn ha. 70.000 cây thôi, về anh em bán kiểu nào không lời. Đây nè, ISO tổng cộng là 45 cây ha, đa số thì nó là ok hết, khoen ngon lành hết trơn nha anh em nè, khoen ngon lành hết. Đây có cây apply trong đây túi này nè, trong bao nữa. Đây cây hành chi nữa nè, hành chi rút nè, ngon lành luôn ha. Đa số là hàng ok hết nha nè. Cây 4 khúc nữa nè. Đó, tổng cộng là 47 cây nè, em tính có 45 cây thôi nè. Cây cần tay 6m Olympic nè. To đùng luôn. Đây, lóng ngon lạnh hết trơn luôn nè ha. Đó, lóng to. Đọt to luôn, quá trời ok. Nè, cần tay nè. Đây, mấy cây cần tay nè, mấy cây cần tay ngon lạnh hết trơn nè. Nè, lóng ok hết trơn nha. Đó. Cho anh em soi từ cây luôn à. Đây nè, mấy cây ISO nè, mấy cây ISO này nè, phèn ok ngon lành hết nè. Đó nè ha. Đây ISO, đa số ISO mấy cây gần tay của mình nữa nè, đa số là ISO hết nha nè, đa số là ISO nhiều. Nó ISO về cho anh em hạ tay đủ đó ha, thì chỉ có 70.000 một cây thôi nè. Đó thì lô này tổng cộng là 45 cây anh em tự nhân ha, 47 cây là 47 cây mà em tính cho anh em là 45 cây thôi đó. Trừ cho anh em một vài cây lỗi nè. Nè, tôi có cây súp nè, cây súp súp ba cúc đó, nha. Thì anh em nào chốt lô nào thì mình báo lô đó ha, chỉ là chuyển khoản 100% nha anh em, tại hàng này là chuyển khoản 100% em mới đẩy ha. Đó rồi anh em được thì anh em lấy ha, thì số điện thoại em nằm đây là 0988546535 nha. Rồi chào anh em ha, tổng thể hai lô cho anh em xem kỹ luôn, xem rõ đây ha. Đó. Đây